Kinh Tương Ưng Bộ, phẩm 108 pháp môn. Sivaka. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Dương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi du sĩ Molisa Sivaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Molisa Sivaka thưa với Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có một số sa môn Bà La Môn thuyết như sau, thấy như sau, có người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, tất cả thọ ấy đều do nhân đã làm trong quá khứ. Ở đây, Tôn giả Gotama nói như thế nào? Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật. Này Sivaka, hoặc là ông phải tự mình biết rằng, ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật. Hay là này Sivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng, ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật. Ở đây này Sivaka, những vị sa môn, bà la môn nào thuyết như sau, thấy như sao, có người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ. Nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa. Nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, ta tuyên bố rằng các sa môn, bà la môn ấy thuộc về ta. Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ đàm. Này Sivaka, khởi lên phát sanh từ gió. Này Sivaka, khởi lên phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân thể. Này Sivaka, khởi lên phát sanh từ sự gặp gỡ các thời tiết. Này Sivaka, khởi lên phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận. Này Sivaka, khởi lên phát sanh từ các công kích thình lình từ bên ngoài vào. Do quả dị thục của nghiệp, này Sivaka, ở đây một số cảm thọ được khởi lên. Này Sivaka, hoặc là ông phải tự mình biết rằng, ở đây một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp. Hay là này Sivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng, ở đây một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp. Ở đây, này Sivaka, những vị sa môn, bà la môn nào thuyết như sau, thấy như sau, có người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ. Nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa. Nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, ta tuyên bố rằng các sa môn, bà la môn ấy thuộc về ta. Khi được nói vậy, du sĩ Molisa Sivaka bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Mật, niêm dịch và gió, sự gặp gỡ các loại nước, sự thay đổi thời tiết, sự gặp gỡ các nghịch vận, sự công kích thình lình, nghiệp quả là thứ tám. 108. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông pháp môn về pháp theo 108 pháp môn, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp môn về pháp theo 108 pháp môn? Có hai thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có ba thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có năm thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có sáu thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có 18 thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có 36 thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có 108 thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta. Và này các tỳ kheo, thế nào là hai thọ? Thọ về thân và thọ về tâm. Này các tỳ kheo, đây gọi là hai thọ. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba thọ? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, đây gọi là ba thọ. Và này các tỳ kheo,
Thế nào là năm thọ? Lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Này các tỳ kheo, đây gọi là năm thọ. Và này các tỳ kheo, thế nào là sáu thọ? Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các tỳ kheo, đây gọi là sáu thọ. Và này các tỳ kheo, thế nào là 18 thọ? Có sáu tư duy thân cận với hỷ, có sáu tư duy thân cận với ưu, có sáu tư duy thân cận với xả. Này các tỳ kheo, đây là 18 thọ. Và này các tỳ kheo, thế nào là 36 thọ? Sáu hỷ liên hệ với gia đình, sáu hỷ liên hệ đến ly dục, sáu ưu liên hệ đến gia đình, sáu ưu liên hệ đến ly dục, sáu xả liên hệ đến gia đình, sáu xả liên hệ đến ly dục. Này các tỳ kheo, đây gọi là 36 thọ. Thế nào là 108 thọ? 36 thọ về quá khứ, 36 thọ về tương lai, 36 thọ về hiện tại. Này các tỳ kheo, đây gọi là 108 thọ. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp môn về pháp theo 108 pháp môn. Vị tỳ kheo. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi một bên, tỳ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? Này tỳ kheo, có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này tỳ kheo, đây gọi là ba thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Khắc ái là con đường đưa đến thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Do duyên thọ khởi lên là khỉ nào? Đó là vị ngọt của thọ. Tánh vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. Trí về quá khứ. Này các tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng chánh giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? Và này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau: có ba thọ này, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Ái là con đường đưa đến thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. Này các tỳ kheo, đây là các thọ. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe: nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quan khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là các thọ tập khởi đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe: nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quan khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến thọ tập khởi đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe: nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quan khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là thọ đoạn diệt đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe: nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quan khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến thọ đoạn diệt đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Này các tỳ kheo, đây là vị ngọt của thọ đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Này các tỳ kheo, đây là sự nguy hiểm của thọ. Này các tỳ kheo, đây là sự xuất ly của thọ đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe: nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên,
minh khởi lên, quang khởi lên. Bởi vì tỳ kheo. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Kinh này giống như kinh số 23. Sa môn, Bà La môn. Này các tỳ kheo, có ba thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của ba thọ này? Như thật tuệ tri, dễ thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Sa môn, bà la môn. Này các tỳ kheo, có ba thọ, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Giống như kinh số 26. Sa môn, bà la môn. Này các tỳ kheo, có những sa môn hay bà la môn nào không tuệ tri thọ, không tuệ tri thọ tập khởi, không tuệ tri con đường đưa đến thọ tập khởi, không tuệ tri thọ đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Như thật tuệ tri, tự mình giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Thanh tịnh không liên hệ đến vật chất. Này các tỳ kheo, có ba thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, đây là ba thọ. Này các tỳ kheo, có hỷ liên hệ đến vật chất, có hỷ không liên hệ đến vật chất, có hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia. Có lạc liên hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia. Có xả liên hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia. Có giải thoát liên hệ đến vật chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại giải thoát không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỳ kheo, thế nào là hỷ liên hệ đến vật chất? Này các tỳ kheo, có năm dục công đức này, thế nào là năm? Có các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Có xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đây là năm dục công đức này. Này các tỳ kheo, do duyên năm dục công đức này hỷ khởi lên. Này các tỳ kheo, đây gọi là hỷ liên hệ đến vật chất. Và này các tỳ kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các tỳ kheo, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Này các tỳ kheo, đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất. Và này các tỳ kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia? Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi quán sát tâm giải thoát khỏi tham, khi quán sát tâm giải thoát khỏi sân, khi quán sát tâm giải thoát khỏi si, hỷ được khởi lên. Này các tỳ kheo, đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỳ kheo, thế nào là lạc liên hệ đến vật chất? Này các tỳ kheo, có năm dục công đức, thế nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Có những xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đây là năm dục công đức. Này các tỳ kheo, do duyên năm dục công đức này khởi lên lạc hỷ gì? Này các tỳ kheo, đây gọi là lạc liên hệ đến vật chất. Và này các tỳ kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Tịnh chỉ các tầm và tứ, vì ấy chứng và trú thiền thứ hai,
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, vì ấy chứng đạt và trú thiền thứ ba. Này các tỳ kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất. Và này các tỳ kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia? Này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc khi quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, lạc và hỷ khởi lên. Này các tỳ kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỳ kheo, thế nào là xả liên hệ đến vật chất? Này các tỳ kheo, có năm dục công đức này, thế nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Có những xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, do duyên năm dục công đức này xả khởi lên. Này các tỳ kheo, đây gọi là xả liên hệ đến vật chất. Và này các tỳ kheo, thế nào là xả không liên hệ đến vật chất? Ở đây này các tỳ kheo đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu, đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất. Và này các tỳ kheo, thế nào là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia? Này các tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, xả khởi lên. Này các tỳ kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỳ kheo, thế nào là giải thoát liên hệ đến vật chất? Sự giải thoát liên hệ đến sắc là liên hệ đến vật chất. Sự giải thoát liên hệ đến vô sắc là không liên hệ đến vật chất. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia? Này các tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, giải thoát khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia.